Xin chào tất cả các bác. Sau bao nhiêu lần chờ đợi thì em lại tiếp tục về thêm được cho các bác một chiếc đồng hồ Odo của người Pháp, của một thương hiệu nổi tiếng, và nó cho các bác âm thanh của hai bản nhạc đặc biệt hơn. Đây là một bản mà các bác đã nghe thì các bác không bao giờ quên được. Đó là bản gai Canelon với tiếng chuông điểm giờ bình bong. Và chiếc Odo các bác đang nhìn trên màn hình nhỏ của các bác đây là một chiếc Odo 3010/10. Đấy là theo thuật ngữ các bác hay gọi. Nhưng đây là một chiếc 3010 gông 10 búa, chơi được hai bản nhạc, có chuông kép bing bong thì mới gọi là đầy đủ ạ. Ở đây các bác có thể thấy đây là một thiết kế thùng rất là đẹp, và cũng là một mẫu thùng tiêu chuẩn của những chiếc Odo cao cấp, với thiết kế thùng bè 3 buồng, chi tiết bông lúa mạch trùng quả, luôn đem lại một cái ý nghĩa đặc trưng. Đối với người Tây thì người ta rất thích chi tiết này. Tại vì sao? Nó đem lại cho người ta về cái vẻ đẹp, về cái sự ấm no hạnh phúc trong cuộc sống. Đặc biệt hơn thì chúng ta còn được tô điểm thêm một chiếc tay cầm bằng kim loại. Nói sơ qua thôi thì tất nhiên thì các bác vẫn không thể rời mắt được, đó là một bộ mặt số nổi mạ chrome. Bên dưới chúng ta cũng sẽ có một quả nắp mạ chrome, tất cả đều rất là đẹp và hoàn hảo, với một logo Odo ở góc dưới 12 giờ. Chúng ta sẽ có một mặt số nền xanh nên nó sẽ làm nổi bật nên những số nổi mạ chrome mà các bác đang nhìn đây. Bây giờ em sẽ quay sát để các bác cũng có thể cùng em ngắm kỹ hơn về cái thiết kế của chiếc 30. Đặc biệt hơn là cùng em đi thưởng âm thanh của chiếc đồng hồ nổi tiếng khắp thế giới này. Các bác có thể thấy chi tiết bông lúa mạch và trùm quả luôn hiện hữu ở trên những chiếc đồng hồ cao cấp rồi, đúng không ạ? Với những đường nét được tạo nên handmade bằng tay rất là tinh xảo và sắc nét. Chúng ta sẽ có những đường vân được ghép chéo với nhau ở phần đỉnh mái và ghép đối xứng nhau ở phần giữa. Kéo xuống dưới chúng ta cũng thế. Những lớp vân nuôi đã được lựa chọn rất là kỹ càng. Hai bên chúng ta sẽ có những đường vân gợn sóng đối sóng, đối xứng hai bên đây, để làm nền nổi bật cho cái phần tông màu ở giữa. Ở hai bên phần bé ôm tường cũng thế, chúng ta cũng có những lớp vân nuôi tạo vân rất là tuyệt vời nha. Ăn khớp với nhau, ba miếng vân ăn khớp với nhau để làm bật nổi bật lên cái tông màu ở giữa. Thiết kế này rất là tuyệt vời, chi tiết và tỉ mỉ từng góc cạnh một các bác ạ. Rồi, một chiếc tay cầm đây. Để các bác có thể nhìn kỹ hơn thì em sẽ mở và giới thiệu cái phần mặt số cho nó kỹ hơn. Chúng ta sẽ có một logo Odo này, thông số bên dưới là made in fancy, rất là rõ ràng đúng không ạ? Em sẽ soi chậm để các bác cùng em nhìn kỹ bộ mặt số của chiếc 30 em đang giới thiệu đây. Có thể nói đây là một bộ mặt số rất là đẹp, tuyệt vời luôn. Cách chi tiết còn đầy đủ hết các bác ạ. Chiếc này nó còn giữ được nguyên cả giấy tờ các bác nhé. Chúng ta sẽ có bản gai Canelon ở ngay trong cái giấy giới thiệu đây ạ. Và cách điều chỉnh quả nô gai bên trong đây, và một số hướng dẫn đi kèm, rất là đầy đủ đúng không các bác? Vẫn là một thương hiệu kết hợp với thương hiệu Odo, đó là thương hiệu Kazik, một thương hiệu chuyên sản xuất vỏ thùng cho thương hiệu Odo các bác ạ. Đi lên trên chúng ta sẽ có một củ gông nòng máng với một bộ vách đồng, bộ máy vách đồng. Tí nữa em sẽ cho các bác cùng ngắm qua về vẻ đẹp của một chiếc Odo 30 về bộ máy nhá. Bây giờ em sẽ thử qua âm thanh của bản gai Canelon trước rồi tiếp tục đến bản Westminster.
Bây giờ em sẽ chuyển qua bản Westington để các bác cùng em thưởng âm một đoạn nhá. Âm thanh rất là tuyệt vời đến từ một thương hiệu rất là nổi tiếng đúng không các bác? Và bây giờ em sẽ nhờ một nhân viên kỹ thuật tháo bộ máy ra để các bác cùng em chiêm ngưỡng vẻ đẹp của chiếc Odono 3010. Các bác có thể thấy chúng ta sẽ có một phần quả nắc mạ cầu âm rất là sắc nét và cực kỳ là sáng nha. Các bác có thể soi gương này, tuyệt vời đúng không ạ? Với các chi tiết còn đầy đủ hết đây, như cài tay anh cót, cài quả nắc khi di chuyển này, giấy tờ này. Và các bác rút thẳng ra giúp em. Đây là bộ gông nòng máng này muốn giới thiệu đến các bác đây. Bộ nòng máng xanh đen đúng không ạ? Rồi, tiếp đến là bộ máy. Chúng ta sẽ có một bộ máy 30 đây, với sơ ly đời số đây. Ở đây các bác có thể thấy này, bộ máy của chúng ta nó đạt độ mới rất là cao đúng không ạ? Quả nô gai cực kỳ là đẹp các bác nha. Vách máy rất là vàng. Các bác chú ý giúp em nhé. Ở đây chúng ta sẽ có một cái logo Odo 30. Nó sẽ phải tương ứng với cái logo trên phần mặt nha. Đây các bác tí kỹ giúp em này. Nên là nhiều các bác sẽ thắc mắc tại sao mà 3010 lại có cái thiết kế gần như là đời 54 nhé. Đây các bác có thể thấy đây, từng chi tiết nhỏ một này. Bộ máy đen là bảo với các bác là nguyên zin nguyên bản 100% nhé. Máy vú các bác nhé, máy vú bạc luôn. Rồi, rất là tuyệt vời. Xin cảm ơn các bác đã theo dõi video của Đồng Hồ Vang Vọng.